Chẳng hãy đăng nhìn chỗ đó mê đến tìm bớt chương trình đã tôn chú mùi nâng quen concept Wide Area Network concept. Chẳng xây cái đó ý ơi ta copy LAN vì anh chưa quen hay LAN vì còn là chưa connection tụi mùi nâng không cổng hôn nâng không organization này tế bọn ta quen vì thục chứ nâng chứ nâng không module mùi nâng dương nâng dô bì concept clack clack robot wide area network ban này theo say domain chỉ LAN say domain chỉ local area network cho nên không cái này nên dương đừng riêng vì WAN concept dương đừng riêng ông pi và chạy vị trí đã tiện tôn chỉ mùi đừng WAN concept đảm bảy ai ăn nhà đời dương provide service từ đó business trong concept thì mỗi cái dương đừng vô đăng ông pi cùng non robot wide area network. Chúng ta tiếp dân dễ em phí đồng nào cả robot WAN area network. Chứ như một to tiết chứ như nâng riêng làm phí đồng nào cao robot WAN cứ chỉ WAN operation chứ nâng dây bị vô làm phí đồng nào cao bộ viết chứ có riêng phong đá làm phí traditional WAN connectivity ta à WAN connectivity cao bị cho nó ăn muốn chứ nâng phải technology kì chứ có riêng phong đá bị modern WAN connectivity ta lớn nâng ạ và chạy cao bị chia WAN nâng kì prai kì khá trong cao làm phút chứ nâng riêng phí internet based connectivity đại chia WAN technology đảm bảo provide chia internet service to all to all customer. Chứ chúng ta tìm mối những gì mà bị cô bấm nón robot WAN. Chứ như tu WAN chỉ tới WAN cứ thốn vì chia interconnection rồi viên LAN chỉ làm chủ cái này. Chứ như còn là mơ rụp hiệp khẳng này khi dân đăng ấy thà WAN cứ chia connection rồi viên enterprise campus à chia small working group nơi trong enterprise campus nè high connect tam WAN network từ căn mình ưu mình nhé từ căn đại từ căn ở phía đi co từ căn xa khắp xe xe robot cùng một mươi nè chưa đã xa tại WAN connection tiếp theo ai là bỏ thằng ở này ai đã tốn cái này ai đã tốn cái này bạn chứ những số máy thà đi cái chia từ này kia môi tới những đường thà từ này kia tan từ miền tì tăng xa khá cả đá là mình chân ấy tại vì mình headquarter mình chân headquarter bộ tình này kia nó cứ tay tay connect tự cắn multiple branches xa khá tràn ai tình này kia thông ai ở rộp rồi tình này kia tui ai đọc một phê vậy chân thật mình chân tình này kia tăng ổn nó cứ ai connect bị xa khá mùi tới xa khá cái mùi bán ai chạy bộ miền tới bán cứ để xa tay WAN technology chân WAN technology bởi dân dễ khai vì mẹn tay miền trong các nông internet thì vì mình sẽ đã lược bị internet thì internet còn là chia part mỗi này WAN technology chứ nhưng mà từ này kia khác mình ra khá đó tới khách mình ATM mình ấy chẳng chẳng là bỏ thằng ổn nó cứ sắp tay cái này kia đó WAN technology chẳng là lớn nó không tràn cái này cứ dựa khơi bị phiếp khổ khăn rồi viên local area network hay nâng wide area network. Local area network cứ chia network service đã provide xâm rạp tay nâng không có lãnh tui tui phần tay WAN vĩnh cứ provide nâng lãnh thông thông bài này thay LAN ai trầm kia cổng hôn dễ ý thế phần tay WAN ai nâng không tì cổng mũi nâng không bật tế mũi rồi có thông dính kết cái internet này chân LAN thì tui tới pra cần đây tay computer cần đây cường bật tỏ bật xóm xếm xếm nâng device xếm xếm đôi chứ printer đôi chứ ấy chẳng WAN ở đôi LAN thế dương ở dô WAN tới connect printer thế dương dô connect remote user connect network nâng connect site xem xem cái này rồi có xa khám xem xem cái này mùi tiết LAN chỉ thu tới cứ chia là bó đài own đài organization rồi có home user ta mỗi ấy còn tại WAN ăn chẳng ấy WAN cứ chia là bó đài own đài internet service provider đôi chứ ISP đối chiếu mobile operator I provide a telephone I manage the cable and satellite pro
provider chúng mình miễn trả chúng telephone provider miễn cái nó dọc máy để miễn được Camintel miễn đồ smart miễn được Medphone kê provide telephony service cable miễn được chỉ cần một sếp xây tiết bây giờ mình tiếp nó chuyện này cứ cái ta infrastructure cost cứ việc miễn phí ấy xem là plan này bạn ấy thà bậc cái này dùng connect sai dùng từ hỏi dùng miễn chăm bài thôi rồi hay xem là plan đi đấy bởi ta when bên này để dùng prá dùng bằng lời kì để sao để dùng chua sự bị bỏ bỏ kì như xem máy mới bây giờ dùng bằng cầm hôn muối sa kha muối là bật bỏ hay dùng miễn connection ở bình nhớ cái này dùng miễn sa kha là bật bỏ nơi po sắt nơi gặp bông cham là ấy chứ hay dùng trong ao là bỏ titan đó này connect này hay secure đấy hay dùng ở trong connect tam internet đấy chắc hết chắc là sai requirement nó cứ dùng tới để chua when service đại when service miễn trả anh dùng những gì được hàng nói ta ta service provider ai provide when service khác chắc là requirement đại dùng trong connect multiple site chụp này nó cứ dùng tới để bán lời gì nhé dùng tới miễn phí chẳng cái lên ai provide high bandwidth speed đôi chiếc xe đôi chiếc wifi đã sẵn trong lan dương nắng speed sơ mà chi mình chưa nghe xe sơ mà chi còn tay à speed lan tới lớn rồi to để dương tên không hôn internet của mình trong tiêu dương miền network mũi dương miền network mũi nơi không lan bao giờ đã sẽ đọc chi mà chi tất cả user vẫn ta liên lăng internet ta đọc đọc mề chẳng à quen đó nghe bandwidth tràn rửa tách via slide từ dưỡng subscribe nếu nó lại này khi dưỡng kê bị dụng làm bí private hay là public van trong private van chia connection từng lại nó đã dedicate từ căn customer tên mùi trong hồ tiêu hóa ta dưỡng tính switch van by SP đại khi dưỡng tài từ lưu thá chia đi PLC chia domestic chưa được mixtape list line nhé. Là gì tôi tới nên chưa marketing term hay là đừng có tin là bỏ nó tên tên nhà suy nữa. Bạn này thấy we own đôi single customer. Bạn này thấy mẹ dương tin là bỏ nó hay nè xin para ban đi. Ăn chăng ấy. Chẳng là private van nó cứ chia là bỏ để own đôi single customer. Chẳng chỉ tôi tới vì miền service level agreement. Bạn này thấy ISP nâng thành địa thấy liên nâng up mà pay bơm máu lên mà pay bơm máu. Chẳng này. Anh chia guarantee service level agreement. Mục tiêu consistent bandwidth. Bởi sân chỉ kê tha đọc mê. Nên ta đã đọc mê. Ok. Đại sao ta bị own đòi single customer. Mục tiêu security. Bởi ấy ta group traffic tầng ốc. Đại rút between customer side. Cứ handle đòi ISP. Tại mùi. Rư có mình cạn này chất xe tiết mình ISP chẳng chỗ. Nên làm bấy. Liên nè. Chẳng bị ai secure trên internet đây. Nếu không public van cứ provide đào ISP được có telecommunication provider đòi para in internet chân tại internet vì chỉ interconnection rồi wings provider chẳng chân bây giờ bạn nên guarantee service level agreement đấy chân nếu không còn lại nên khi còn bạn chạy tại internet dùng para room kia chỉ public van hay private van cứ vì dedicate tất cả single customer chẳng vì bạn nâng guarantee security vì bạn nâng guarantee bandwidth chẳng cái lại này cứ chỉ WAN topology chỉ tụi tôi cứ dùng deploy tam topology design bài nâng chẳng cái topology design nâng cứ dùng miền pram chúm đất chẳng cái mối cứ chỉ point to point topology mối tôn nâng mối hub to spoke vì miền ad connection mối tôn nâng chát và này thầm mê cái này tới con cốt mình dual home topology full mesh partial mesh dương nâng talk lời topic mùi mùi nâng chân nâng nâng point to point topology we chia topology tương lai ná đá cần nâng mùi tôn nâng mùi chân nâng nâng cả này đã dương mình site tập bí hơi dương kết thảo vi ọt expand tên nào thì thế khi dương ai deploy point to point network connectivity trong point to point network connectivity vì cái chia point to point circuit drawing endpoint B. Chẳng vì involve layer 2 transport service through service provider.
Cho nên không này ní, cứ kê xâm đáy từ lỡ layer 2. Giờ mà này thay IP cái này ní, hay đăng IP cái này ní, chỉ IP đã thật nơi không broadcast domain thêm mùi. Simply cứ rèn đôi khỉ. Cho point-to-point connection cứ transparent to customer, the customer network. Giờ mà này thay nơi chân lọt chỉ lọt ní, cứ vì ở miền say in between này. Customer có đăng IP, ủ tiêu thầm rồi cao phí, rồi bấy, chụy mùi. Cái này ní dân đăng. Một rồi cao phí mà lòng bẫy chút mùi chút phí pin score này. Còn tại nơi không chỉ lót này ISP thử ấy dần ở đằng này. Mùi tư cứ chỉ hấp to spoke. Chỉ hấp to spoke cứ tại tại pra nó bên đã gồm hôn mùi rồi có sản phẩm mùi miến Saka tràn, đại trời cần cho mà mùi nè. Hấp chỉ tu tới vì cứ chưa đồng bón đại traffic trên chỗ. Hình chẳng bao dương dễ bị cơm hôn, anh đang cứ chưa ti tăng cả đá. Snaka cả đá luôn, cứ issue headquarter nè. Anh ấy còn ta chia chỉ sai mùi mùi ấy. Anh ấy cứ sai, anh ấy cứ sai đấy. Hình chẳng group sai đừng ó, trong communicate, to tại cần đại máu, hấp sân, bàn bộ mọc anh ấy bàn. Chẳng anh ấy. Cho nên cứ chưa concept room robot hub to spoke topology. Jump in at the configure single interface, nơi hub router, done by share the can spoke mùi mùi nâng, chẳng là topology li bếp nâng, cứ hub and spoke topology. Spoke router chỉ tu tới interconnect từ can hub router dân, đòi bra virtual circuit, hai nâng route sub interface. Trên cái lại nâng, cái trong này thang cái lại ní cứ dân trời configure sub-interface. Bởi những khi thang mình physical tại mũi. Trên nó cái lại ní, spoke cái lại ní IIP mũi, spoke cái lại ní IIP mũi, spoke cái lại ní IIP mũi tiệt. Trên cái rang xinh xinh cái ní. Bằng cái đã cái lại ní trời configure routed sub-interface. Bởi sub-interface bởi còn là chỉ logical interface, đã thật nơi lớn physical interface. Trên spoke router ai communicate chứ mùi nâng hub router. Hai vì ai communicate chứ mùi nâng cái này through hub router đây. Cho nên chia concept tu tới bộ hub and spoke. Trên cái lại này cái quan là note thả hub nâng chỉ single point of failure. Bên này để hub nâng fail spoke at ai thông rô khăn nha bà này. Bởi spoke trở tay mà đó hub sân bằng trên bị hub mà gắn spoke mùi tiệt. Đói xa tại miền single point of failure đang hai bán dường tại miền concept mùi tiết cứ dual home. Trên dual home topology vì cứ chưa topology đã prevent single point of failure để dường bán khơi những slide đã dường bán điện hai mình. Trên nó có nông dual home configuration cứ vì offer enhancement. Vì offer enhancement thà vì time divide hợp mùi tiết đảm bấy ở mì redundancy. Nó có nông cái lại nâng mình trâm tài divide mùi fail ở đây tế vì time thằng ai load balance traffic nó lên nâng bàn tiết. Ok. Trên xâm rạp computing processing im xem xinh cứ work đòi router 2 chỉ chuyên đòi router 1. Chắc cả implementation bài năng cứ bị provide high redundancy, high provide backup service tới can spoke toàn năng. Chắc cả tôi bay chia configuration bài năng ai cho nhà đầu dưỡng miền redundant topology. Còn mình tái ca config bài năng bị thay chiến single home topology. High bị thay để sai, bị thay để sai dưỡng trời tình hạn về bất thái. Dương trời tình xài và time connection và time dương thế. Chỉ tôi thấy dual home topology bên này đã bị mình redundancy chứ. Các configure biết có với bộ bạn chương môn này. Ok. Vì complete chương môn trời các configure cho đoàn chiến. Cho đoàn chương môn. Tôi tỏ mặt tiết cho mình một page topology xếng, đôi chia full mesh topology.
đại topology nó group size tầng order tại cái này chụp ní mùi bên tiết cứ dường admin connectivity partial mesh bà này thả vì mẹ đá phần tái vì mẹ đòi phần này chứ mà này thả lại ní cứ connect tới cái này nó lại ní miền size class out connect size class connect chứ ní còn là chia concept ấy. Full mesh hay nâng mesh topology dưới chỗ tự đó concept mùi tiết dưới đã tôn chứ mùi nâng carrier connection chứ biết là carrier connection lại ní kê xâm đại từ lỡ service provider ấy. Nhưng nó có những aspect của robot when design nó có những cứ bên nào đại organization mới connect to internet nhưng organization nó thời tại miễn service level agreement service level agreement chỉ tu tới bị chia agreement thà ta service provider nó bị đại provide với our customer có provide service level của bạn nè, bạn này ta, bạn speed mà rồi mấy bật ọt, bạn sẽ chia liên năng trả bộ phây 4 máu, mà phây 4 máu của bạn, bạn sẽ chia service level agreement năng ọt mít tế, bạn này ta, service provider, Google carrier năng trừ, tại bóng thay so chung như chất ấy nhận đây. Nhưng chứ service level agreement năng cứ về outline nó sẽ đầy nhóm bạn dễ mình năng, chia speed, chia availability, bạn này thà app mà phải buông máu là hốt cứ tới tại app phải buông máu lại đại bàn thì nhớ này trên service provider may or may not have actual carrier ok trên carrier own and maintain physical connection and equipment between service provider and customer trên carrier lại năng ai chúng ta mình đây mà năng service provider đấy và tại năng không xin này thì cứ kiện vậy xâm đại cái từ lớn nè đã own physical connection bên đây thằng này đã own sai rồi nè với ISP chứ tu tới có mình rút sai thôi này này vì admin part class cầm hôn sai ở ngoài chẳng cầm hôn sai nó cái này nó cái gì xâm đại được carrier này này chứ chỉ tu tới đối nhóm vậy chứ carrier cái xâm đại được ISP nữa chẳng connectivity class cứ miễn tại single customer đấy connectivity class đảm bảo redundancy dùng ai miễn dual carrier chứ dual carrier nhưng khởi thà connect ISP anh ấy connect ISP tại tem mùi cho nên trong corporate side đại thống cho miễn redundancy load balancing như thế đó cứ kêu recommend ai miễn ISP và hỏi pi cho bên nào đảm miễn ISP mua mua bao nhiêu so với dân nữ I operate Tomada. Nhưng ta network dương vì ad ở vì reward. Tôi đọc lại này. Chứ requirement bo cùng hôn môi môi cứ miền cả plap đồ đô là hồn từ tạm bê bì chứ network trời tài kì trời tài ai phát đón được một cái rồi bỏ ở đẹp ra nó chụp được trăm ngày giờ mà này thì net bản thân chỉ cầm hôn nâng operation bọc cầm hôn nâng trade chain network có bị trade chain từ tám xây đại cầm hôn trong bàn này đảm bảo every meet chỉ mỗi nâng business requirement trên network designer hay nâng administrator cứ đặt khách trade kết cú từ đó à challenge nâng ok nên trên trade tài chứa ra technology, chứa ra protocol hay nâng service provider nó đã we meet chứa mỗi nâng requirement nâng trên network chứa tụ tới trở tại optimize bằng này thả configuration rồi có ổ bộ cối chứa tự pra vợ ở là được phép nâng kia hỏi ta optimize ấy trên đài pra technique này cả design cũng bài bàn đồng bây thử mấy cho network chứa optimize pra hỏi ổ là được phép chúng nằm bay bài hai om PPP khó khăn nhất, nâng P evolution và này ta cả bị vượt, rồi bỏ cầm hồn mối tăng bị tu như hồ đó thốn, cứ nâng cầm slide nâng kia bắt cầm hồn fake mối, fictitious company nâng và này ta cầm hồn fake mối, cầm hồn up bên nâng kia chuyện này, chúng ta span engineering, dial span engineering chỉ cầm hồn dial chấp đan bị cầm hồn tu
small company ទៅ កាន់ global enterprise ចាប់ តាម ពី ក្រុម ហ៊ុន តូច ដែល មាន សាខា តែ 1 មនុស្ស ទៅ 2 បែរអ្នក ធ្វើ ការ ទេ រហូត តរ តែ ទៅ ជា ក្រុម ហ៊ុន international ដែល មាន សាខា នៅ ជុំវិញ ពិភព លោក អញ្ចឹង យើង គេ បង្កើត ក្រុម ហ៊ុន fictitious មួយ ជា ក្នុង កន្លែង នេះ ក្រុម ហ៊ុន fake នឹង គឺ ឈ្មោះ span engineering ដែល ជា fictitious company ដោយ ចាប់ តាម ដំបូង មាន មនុស្ស ទៅ 2 បែរអ្នក ធ្វើ ការ អញ្ចឹង ជា រួម network របស់ គាត់ អត់ មាន ត្រូវ ការ ឯ ច្រើន ទេ គឺ ត្រូវ ការ broadband internet connection មាន modem ដើម្បី connect ទៅ កាន់ wireless router របស់ គាត់ នេះ គឺ ជា wireless router ដែលសារ តែ មាន មនុស្ស ទៅ 2 បែរអ្នក ធ្វើ ការ ទេ អញ្ចឹង អត់ ចាំបាច់ មាន edge device ធំ ទេ wireless router គ្រប់ គ្រាន់ ហើយ អញ្ចឹង ប្រហាក់ ប្រហែល ជាមួយ នឹង គ្នា យើង ដែល នៅ ផ្ទះ ដែរ យើង មាន គ្នា 2 បែរអ្នក យើង ប្រើប្រាស់ តែ wireless router មួយ គ្រប់ គ្រាន់ ហើយ ហើយ client នេះ គឺ ជា modem ដែល ISP provide ឲ្យ ដើម្បី connect ទៅ កាន់ internet ចា network client នេះ គឺ simple អត់ មាន អី ពិបាក ច្រើន ទេ បន្ទាប់ ពី 2-3 ឆ្នាំ ក្រោយ មក ក្រុម ហ៊ុន span engineering គឺ រៀង ធំ បន្តិច ឥឡូវ មិន មាន តែ គ្នា 2 បែរអ្នក ទេ ប៉ុន្តែ មាន ច្រើន ជាន់ ដែល span engineering នឹង provide ទៅដល់ បុគ្គលិក អញ្ចឹង កាលមុន មាន បុគ្គលិក តែ 2 បែរអ្នក ទេ ឥឡូវ មាន department មាន marketing មាន sales យើង អាច ថា ក្នុងនោះ មាន 20 អ្នក អញ្ចឹង ទៅ មាន finance មាន accounting មាន 10 អ្នក អញ្ចឹង ទៅ មាន engineering production 10 អ្នក អញ្ចឹង ទៅ អញ្ចឹង កាលមុន មាន គ្នា តែ 2 បែរអ្នក ទេ ឥឡូវ មាន គ្នា ដល់ 40 អ្នក យើង ឧទាហរណ៍ ណា អញ្ចឹង ក្រុម ហ៊ុន នឹង មាន printer okay ក្រុម ហ៊ុន នឹង មាន firewall that protect internal resource និង protect កុំ ឲ្យ customer នឹង access website ដែល មិន ល្អ អញ្ចឹង យើង ឃើញ ថា បន្ទាប់ ពី grow មក ក្រុម ហ៊ុន នឹង បន្ថែម firewall មួយ ដើម្បី protect security អញ្ចឹង ក្រុម ហ៊ុន នឹង ក៏ មាន router ផ្សេង ផ្សេង ឲ្យ connect ទៅ កាន់ switch ដែរ អញ្ចឹង យើង ឃើញ ថា network device វា រៀង complete ជាង មុន ដោយសារ ពី មុន មាន តែ router wireless មួយ ទេ ឥឡូវ មាន firewall មាន switch មាន អី អញ្ចឹង យើង ត្រូវ ធ្វើ routing ទៅ អី ចឹង ទៅ អញ្ចឹង បន្ទាប់ ពី ប្រហែល ឆ្នាំ មក ទៀត ក្រុម ហ៊ុន span engineering គាត់ បង្កើត សាខា ថ្មី ទៀត អញ្ចឹង ពេល ណា បកក គាត់ បង្កើត សាខា ថ្មី គឺ គាត់ ត្រូវ connect សាខា ទាំង អស់ ហ្នឹង ចូល មក central office អញ្ចឹង បន្ទាប់ពី expand ហើយ គាត់ ត្រូវការ connect ចូល អញ្ចឹង អញ្ចឹង បើសិន ជា connect ចូល បែប ហ្នឹង គឺ ត្រូវការ អី គេ metropolitan area network ដើម្បី make sure ថា ក្រុម ហ៊ុន ទាំង 4 ហ្នឹង មាន connectivity ជាមួយ គ្នា អញ្ចឹង ក្រុម ហ៊ុន ហ្នឹង អាច ទៅ ទិញ អី គេ private dedicated line របស់ local ISP ដើម្បី connect គ្នា បែប ហ្នឹង ជា យើង ឃើញ ថា ក្រុម ហ៊ុន នឹង grow ទី ហើយ ឥឡូវ ពេល ណា ដែល ក្រុម ហ៊ុន នឹង មាន អាយុ 20 ឆ្នាំ មាន បុគ្គលិក ច្រើន មាន សាខា ច្រើន តែ ឥឡូវ មិន មាន សាខា តែ នៅ ក្នុង ប្រទេស ទេ មាន សាខា នៅ ក្រៅ ប្រទេស ទៀត អញ្ចឹង span engineering គឺ grow ហើយ មាន បុគ្គលិក ធ្វើ ការ ដល់ទៅ រាប់ ពាន់ អ្នក នៅ ជុំវិញ ពិភព លោក អញ្ចឹង ពី site 1 ទៅ site 1 ហើយ remote access VPN នេះ គឺ អនុញ្ញាត ឲ្យ ក្រុម ហ៊ុន នឹង ប្រើប្រាស់ អ៊ីនធឺណិត ដើម្បី connect អ្នក ធ្វើ ការ របស់ ខ្លួន នឹង នៅ ជុំវិញ ពិភព លោក អញ្ចឹង នេះ គឺ ជា distributed network ដែល connect ពី central office ដែល នៅ អាមេរិក ចឹង ឧទាហរណ៍ connect មក brand office ដែល នៅ អាមេរិក Latin នៅ អាហ្វ្រិក នៅ អឺរ៉ុប អី ចឹង ទៅ ជានេះ គឺ ជា evolution របស់ ក្រុម ហ៊ុន មួយ ដែល grow ពី ក្រុម ហ៊ុន តូច មួយ ហើយ ប្រើ wireless router ទេ ចូល មក ដល់ campus network expand ទៅ ដល់ distributed network ដែល មាន សាខា ច្រើន នៅ ជុំវិញ ពិភព លោក ចា ឥឡូវ យើង និយាយ ពី concept មួយ ចំនួន និង case study មួយ ចំនួន របស់ WAN ហើយ ខ្ញុំជឿថា អ្នកទាំងអស់គ្នា យល់ ពី concept ទូទៅ ស្អីទៅដែល ជា WAN
Nhưng vẫn vì mình trong tay chỉ internet đấy. Bây giờ chưa connectivity đã trên cái tập bị lên tới cứ về này. Bị ISP tới ISP, xem xem. Trên đất nói chuyện TP dân dây to từ đó WAN operation. Nhưng WAN mean standard bởi vì có đồ chỉ lên đấy. Hai standard bởi vì mình bấy đưa đi dân mang khơi nè càng lớn. Cứ về mình TIA hay là EIA chia Telecommunication Industry Association hay là Electronic Industry Alliance. Chính này là các mình tự chăm dụ lấy thế anh còn đăng đăng với tờ bản ấy. Mình ISO hay là ITP. Đã chỉ nè chung và đám thuở WAN standard. Nhưng WAN bởi dân kết viên nâng OSI model cứ viết thật nâng physical layer hay nâng data link layer. Nhưng nâng physical layer khi dân chia network engineer khi dân ọt riêng hành năng sử dụng ra gây bởi hành năng cứ chia bộ bộ transmission network trong bộ transmission copy network dân network engineer chỉ tu tới cứ thử cá sắc xa tới layer 2 up to layer 7 và nên thập bị layer tp từ đó layer tp physical layer dân ọt ọt riêng này dân ọt riêng sử dụng ra gây dân ọt đăng này. Bà sân chìa nè tặng ọc nè trong riêng sư dùm rơ nè thì kì miên khó đại đề lại xin cứ khó transmission mô. Trên nè nông layer 1 protocol vì điều dù mùi nè SDA trên SONET anh nè nhóm còn tận đơn từ đây đáy nhóm đại thơ được kìa. Hai mê technology thơ mấy cứ Dense Wavelength Division Multiple Access anh nè cứ chìa device sẽ điện mùi router anh chắc. Còn tại vì ai vậy ghế? Vì ai mà bạch bố lứ ở tờ chia chả ăn chung rịa bàn chứ mình ngoài nữa ở khả mới Cisco có mình lụa DWDM product đấy xin này cứ chia DWDM product chẳng bị riêng copy ấy ghế bị copy router bao giờ mình chẳng ấy. À này cứ we work nơi lơ layer 1 mình mẹn work nơi lơ layer 2, 3, 8 xảy ra dân bản tiền này cho nên kì chỉ bộ transmission bản thân chỉ nhận được ọc nên đã thử ca nơi ISP nâng score lên này chuyện từ pop ấy chứng dứt khơi nhỉ dứt chỉ nên bác engineer dương chỉ tụ tới dừng vô chập bí layer 2 lang chứ nhìn vô bí kê bí wireless dừng vô bí point to point protocol dừng vô bí HDLC friend relay ấy chứ đàm bọn ta này cứ chia legacy cái chỗ bà vi ấy asynchronous transfer mode hay những friend relay vi cái chỗ bà vi ấy hắn này cứ chia Cisco proprietary có chỗ bà này chứ xảy đại bí nhìn dùng rõ ngay cứ Metro Ethernet hay nâng MPLS. Trên Metro Ethernet bà này ta Ethernet Network Runner Metropolitan Network. Trên dưới nâng dây bà to càng cái đó tiết. Với ISP thì chúng ta kì implement Metro Ethernet đảm bây provide Ethernet service tất cả user bà khu lụt. Trên dưới nâng dây nữ càng cái mục tiết. Trên nước lại cái con là phải dựa clay clay ông biết terminology same same là cái tài nhập prá đầm bấy chui xem rồi bởi ở dưới vô bị operation môi môi robot equipment trên nước nông lại này dân miền data terminal equipment chỉ tới vị trí và có đã connect lên vào dưới nó từ cánh web. Như mình phong đáy, Data Communication Device vì cái chi device đã pra đầm bấy ở dưới nâng ai cần nâng chú mùi nâng cái Service Provider bán lên đi chắc là DTE ní vì cứ dưới ai gì tha và lại ra tờ như tí hóa nè tại vì mình ai mình ổng có chân tiền anh ní ai gì tha chia một đầm như thế.
chẳng có lại tầng ọ nâng ấy cái hào vi cho chi CPE chi Customer Premise Equipment chẳng ao ấy tại equipment đã thật nơi khốn nông CPE nâng cứ chi robot customer ấy mến thật nơi khốn nông network service provider cái lại này cái kênh dưới tầng đó POP chẳng bà xin chỉ nè tầng ọ khốn nha lọc thực an ISP chung bà hông sẽ tờ dịp POP bà này đang chưa cái lại đã service provider nâng ao customer bọc luôn cái này mà nè chẳng nơi khốn nông bị bệnh mía POP nâng point of present chẳng ai miền DWF, DM device chẳng ai nè cái này nâng bà xin chỉ miền dedicated customer chẳng ai miền switch bên này dân tới nâng khốn POP chẳng POP nâng ai ôn đòi ISP rồi có ôn đòi carrier đang nhóm dây thật chỉ nè rút sai nâng khăn một chẳng ok bởi tổng mà tiết dân miền demarcation point với cái chia physical location nâng khốn building rồi có nâng khốn building chẳng ai chỗ này tiết đã subred CPE hay nâng service provider là nè nhấn cái này nâng khai demarcation point cho những miền bị trả thêm trả tiết được nông sử dụng provider miền local loops chân có local loop dương mạch tục bà bạ cứ để trả tiết nhưng còn là cái tập vị trí sai hai we connect gì we connect be customer the can service provider chân chọc anh ấy cứ chia local loop mỗi tiết chứng miền central office ní cứ chia central office chỉ tu tới bị chia local service provider facility được có building đã connect gì CPE nó the can service provider network mỗi tiết tall network network tall network bên này thà network đại diện bao được charge ở cái diện thọ từ cái bông sao mấy khởi tham biến tall road đấy à tall road đang dừng chi tới cái kết lôi vậy dừng chỗ tới mẹ cái lại cái đã bắt chỗ kết lôi vậy à tall road là đang kết lôi tall network đấy kia bên này diện bao network này kết lôi vậy trên tall network luôn miền này kì backhaul longhaul all digital fiber optic communication sai cái đó để mình nó không WAN service provider nhưng ai bật sân chia service provider bắt đầu chia sự nó nhưng ai từ tên sự nó hay cái chai từ tám sai để cái cầm nọ nè trong việc mình limit tại thật tại nó không fiber optic communication thế vì mình từ đó switch router hay đăng equipment same same tiết nó không service provider net network nếu không sử dụng provider rồi có mobile operator cái miền term special setting tiếp được chia backhaul network đặc biệt cái chia access node đã ai ăn nhạt ai sử dụng provider nó connect access node chỗ này mũi tiếp chương miền backbone network chỉ tu tới cứ chia network dial construct ISP rồi có mobile operator nè chỉ tụ tới vị trí network đã miễn capacity thông high connect service provider nâng chỗ kia high with great redundant network tiết cho nên cứ chỉ bad bong network chứng nhân có miễn term same same tiết đấy đối WAN device cho những miền WAN device chẳng đại dương pra nực nông specific environment dương miền voice band modem đại pra nực nông telephone line chỉ legacy device kia chụp pra ấy dương có miền phong đái DSL modem đại nền ngọc nha ai từng miền là nâng nực tiệt nền ngọc nha bởi sân chia nền ngọc nha to internet dương có miền phong đái bì digital list line dương có miền phong đái optical converter bạn này thả Archie Media Converter in chân tất đã dựng ra nằm bay convert bí fiber optic tất cản Ethernet Network in chân nhưng có miền phong đã thơm vài là router này nó có thể đăng ấy được có access point nữa AP
dương miền WAN core device. Là nếu như vậy thì đó là serial communication. Trên serial communication chia perpetual communication từng lại đó đã via communicate tại mà là như thế. Ok. Trên via transmit parallel nơi khăn ông bê đầm mùi đi. Trên nơi khăn ông serial communication we transmit bit bato khnía lo lơ tái single channel chân single channel bên này ta play the mùi yeah play the mùi chân tôi bị serial communication nhưng mình parallel communication đại vì mình multiple channel chẳng lại này instead of single channel dùng mình multiple dùng mình multi channel chẳng lại này vì chụp send bit sequentially đi đấy vì send bit tràn nực nông bê tên mùi dùng mà này thà transmission capacity robot parallel communication vì lo chiến serial communication. Và ta bây giờ dạy bị distant với cứ việc clay chiến serial communication. Và ta bây giờ riêng single serial communication and parallel dương có riêng phong đa ampi circuit switch dương bên nào để riêng circuit switch communication dương có riêng bị packet switch bất cứ chính là ngọc nhất lọc riêng mê riêng telecom nơi sẽ có chi lại chi đám nên ngọc nhất lưu biến năng này circuit switch communication. Chỉ tiêu tới bởi dân dây tờ đó circuit switch communication vì bạn này thà dù mình plug tới mối ấy vì tí tăng mối tới càng tí tăng mối tiết hai dân ở đây chạp lên bà này hồ tí ho đuôi đuôi cái lại đi nít cứ chia WAN network cho nên không WAN network nó bà sân chia tù sạp A trong khả này chỉ mối nên tù sạp B cứ vì construct dedicated line ở A hay năng B năng này. Nhưng bạn này thà communication rồi viên A hay năng B đặt khá trở tại chlón khát dedicated line mùi năng. Ở đây chlón khát plug C mà này. Nâng cứ chia circuit switch. Nhưng plug đã bạn establish hơi cứ vừa dedicate xâm rạp tại AP năng này. AP C gọi là prior plug năng bạn này. Nhưng nâng nông technology bạp năng cứ chia legacy technology đại pra nơi khnông PSTN Public Switch Telephone Network hay nâng ISDN. ISDN cứ chia bộ dial-up connection đại lợi dân chụp prai dial connection hả dân chọn prai internet dân dial-up sweep dân circuit switch communication với our flexibility đại xa tái bà sân chia miền là một play chứ một play đang đá chân chọc trong vị trí legacy technology đã not applicable cho mỗi đường real world. Chẳng đầm bay đoàn sài circuit switch dù mình technology đã thông mây chiên circuit switch cứ packet switch chẳng packet switch communication chia chiên pra dedicated virtual connection nơi khăn ông service provider dương pra packet đầm bay send traffic bị lại mỗi tật lại mỗi chẳng packet switch bà này thà dương lên trời ca ta một play từ đây dương trời ca thử mấy ai network pi nâng score cái này bán bà này thá nè cái này server pi nâng ai đợi lại tam play na các bạn này ai từ phía ai từ bạn anh ấy cứ chia packet switch network cho việc chạm bài miền là một play từ đây dương những mơ detail là ta packet switch network nâng với provide advantage ít là cho bên nào để dương para packet switch network dương data từ ngõ cứ tới route chlong cat share network chứng bờ route bạn này thả chung cá nghe về cái tập lớn đi lỏ về ai tam lớn đi chung cá về cái tam lớn đi lỏ về ai tam lớn đi chung cá vào play pi này về đại về mà tam lớn đi chứng về flexible hay những ai prapra share network tiệt nơi không circuit switch
plug out chia đi ta cái na plug đang dedicate sự mập communication na mui hơi plug đang ở đây chia đổi communication xây nhỉ nếu nó packet switch khóc nè nhưng khi ta nhà lấy cho một tí hoa ta internet chứ nhưng prai internet sai ta mui mày này ta nhưng ai run multiple switch nữa lơ sai internet ta mui đúng không cho nên sau đây chỉ một bộ packet switch communication chỉ tu tập packet switch vì thảo chiến hay vì flexible chiến priệp thiệp chứ mùi nâng circuit switch dân bộ packet switch technology chia chiến ISDN hay nâng PSTN dân miễn Metro Ethernet dân miễn MPLS Friend Relay hay nâng ATM hắn ấy kì chia legacy legacy nâng bà này theo kì chốt pra vậy hỏi chung non muốn chả pin nơi pra miễn Metro Ethernet hay nâng multiple protocol label switching cái này kinh dưới trụ ông bị physical layer chia technology đã brand được nó physical layer miễn được chia SDH SONET hay nâng division wavelet ở mặt box trên được nó service provider chỉ tu tới service provider tại tận miễn optical infrastructure chẳng bởi dương thơ service provider đã được rốt OJ sai phá mấy mấy đấy OJ sai phá ban nằm rồi mấy đấy chẳng bên này để dương cho build network top dương đã dự OJ tới bàn đi chẳng chúng bởi cứ optical fiber chẳng optical fiber nằm bởi transport data từ căn destination chẳng dự tư tư nghĩa đối nhóm gì mình nên chắc bởi dương pra optical fiber vì là o chiến OJ sai sắp rắm để cái này dùng bracket CK file lắm đó xa tay vì ai trên speed bằng play chứ ngay ok đó ở sơ miễn attenuation này bạn này ta signal về sơ loại hay ở sơ miễn này kì interference trên dịch tư tất nên có layer 1 standard dùng miễn term P SDH đã chia global standard xâm rạp transport data over fiber optic dương công miền phong đáy SONET đã pra pra tên nữ North America dương bà dân chỉ vừa standard kì xâm đá từ SDH mùi tiết new technology đâm bay bài wavelength cứ division ơ cứ dense wavelength division multiple access đã biết cái chia new technology pra pra đâm bay carry data nếu không physical layer này. Chỉ tụi ta bia send multiple stream of data hay vì ai một bài với lệnh of light trên trường này thì bấy người dân dễ bắt to từ đó traditional WAN connectivity trên này có traditional WAN connectivity bạn này thả WAN cả trên one mode kì miền technology ấy là trên này có bà hai chỉ chẳng là bọn bởi bài sắp WAN technology đã kì bông đập bà bà cứ ơ lại kì bàn bà bà cứ bình minh được lại đến chẳng bà sân chỉ kì dây bì dedicated network cứ list line nhá cứ kì xâm tạo từ lớp T1E1 hay nâng TCEC đại biết cứ chia connection bà bà xâm rạp dedicated service bà sân chỉ nên ngọt nha trong đơn detail là chạy mới tới speed bốn nâng tui tui đấy ta mang cái lỗi giờ có miền phong đá switch network đã bàn trải chỉ biết cứ circuit switch hay là packet switch trên này cái chữ legacy cứ public switch telephone network hay là ISDN mùi tiết anh ấy có bất có về chữ legacy đấy frame relay hay là ngày thiểm chỉ bộ phép bộ packet switch đã viết nâng mình pra dedicated connection đi vì pra connection chứ ra đảm bảo transport được can destination chương dương gì bắt to từ đó common LAN terminology đại dương gì mình nâng cái gì đi theo mình kinh tích T carrier cứ T1E1 mình nâng cứ support speed up to size 7 mê chương
size bay mấy xem rạp T3, T1, tai mấy chẳng bà dương kết chỉ mùi nâng connection ở lâu cứ bị mình, bị tiếp khăn à với size bôi dương ở lâu chỉ tôi tới mà nhìn mật kì kè mình chẳng ấy chẳng mà đi tiếp khăn à chẳng chỉ legacy technology dương mình e-carrier đã support maximum speed bì mấy hay support maximum speed là AC ní cứ sản xa bốn mấy lại này cứ cái samurai advantages hay là disadvantages samurai list line chỉ tôi dùng miền advantages đối chia cái list line very simple quality về điện lõi để sang video point to point high availability của bộ này trên chỉ tôi tới cái dọn năng prapra samurai e-commerce application hay những other critical application. Phần tay disadvantage bị thay hay bị ọt hoặc sự flexible. Chính nhìn tỏa tiết, tôi đọc Circuit Switch Option dù mên Public Service Telephone Network PSTN hay nâng ISDN. Chính nhìn bạn dễ kênh rồi ấy, thập ý nâng cứ chia Legacy Technology. Nhìn chân Public Service Telephone Network cứ chia Network dial chia lạc nạ Loop Communication pra Transfer Voice. Dùng mình phong đáy Integrated Service Digital Network đã chỉ Internet chỉ nguồn môn chỉ lạc nạ dial-up connection đã dùng ai pra Internet bàn trên đường slide này kênh dùng dây bởi to đó Packet Switch Option dùng dây bí Frame Relay hay những ATM tạm bất nước nông CCNA chắc kê riêng Frame Relay nên chẳng của xóm đáy bọn tay CCNA thông mấy cái update tới technology nâng bia cái chụp ra bia ấy cho mà cái cạp bia chào trên frame relay nguy cái chia layer 2 concept đại bộ phê network viết cứ chia nam broadcast multi access cho vì copy ethernet ethernet cứ chia broadcast multi access bọn tay frame relay cứ chia non broadcast multi access WAN technology chẳng như tôi tới bên này đã khi chọn connect WAN, khi chọn connect office tràn chỗ kia cả bị chọn muốn khi khi para frame relay. Chẳng dừng miền phong đáp ATM đại vì thay máy chuyển frame relay thì chẳng vì para cell based architecture chỉ chuyển frame based architecture. Những dây bật to tiết modern WAN connectivity trên nó không chụm nội ní chứ chụm nội đài nhưng cơ ta dùng khăn chuyên kế nó mới đến vì cái chiếc WAN technology đã dân cầm bông tập ra rõ ngay trên nó không modern WAN technology dân miễn option tràn đôi traditional WAN technology để dân bán đến trong slide một môn này enterprise alert đồng rơi cá thông chương môn flexible chương môn hay lươn chương môn giữa technology để dân bán khơi môn môn frame relay ATM list line battler T1 E1 này chứ đạo vì ở đây provide flexibility hay nâng đồng lấy đôi chứ mùi nâng technology ở lời trên traditional technology ở lời nâng khi chụp ra ở vì ấy bị decline để xa tay cái bị thay hay bền bị tụt
Cho nên trong WAN connectivity ở lâu dương miền technology chán đã này cứ chia rằng summarize ông bí WAN connectivity option đã dương anh miền cho như miền dedicated broadband. Dedicated broadband cứ ghi xâm đạo từ lưu dark fiber. Cho nên trong term dark fiber vì cứ chia xài direct connect bị tì tăng mùi tới tì tăng mùi. Cho nên chỉ tu tới cái tay bảo vệ DC hay nâng DO Data Center hay nâng Disaster Recovery Zone. Cứ cái đây cũng mà nói bảo dark fiber. Cho nên trong Packet Switch Network cứ ai provide Metro Ethernet. Đã Metro Ethernet bảo đảm bấy replace traditional WAN đối chìa kế đối chìa ATM hay nâng frame relay. Chúng ta có MPLS ai ở nhà đạo sử provider our technology chán run on top of shared network man. Hãy nâng cứ chìa concept room rồi bó mà thay protocol label switching. Chúng ta có rau dùng miền bóng đáy internet based broadband. Chỉ tôi tới provide internet infrastructure ở cái niềm bản. Nhưng mà nếu không tạo ra này cứ kia xa mà đáy nếu không packet switch network kia miền Ethernet WAN rồi có Metro Ethernet bầu chứ mùi nâng MPLS nếu không internet base miền tràn à chìa XDSL ích nâng miền Synchronous DSL hay nâng Asynchronous DSL nâng như miền cable, miền fiber optic. Nếu khang qua ở lại với những ai miền municipal wifi như miền cellular như miền satellite miền WiMAX chỉ đảm chẳng lại đến những gì ông bị Ethernet WAN chẳng là nông Ethernet WAN sẽ provider offer Ethernet WAN package chẳng đôi chìa cái Metro Ethernet được có Metro E nữa như miền option Ethernet over MPLS hay miền VPLS chẳng VPLS chỉ tôi tới provide hub to spoke này hub to spoke switch chẳng như miền Ethernet WAN technology tương ổn nâng high benefit bởi vì cứ vì reduce expense ca chùm này tích vì ai nghe sửa integrate chùm mùi nâng existing network hai vì thử ai miền business productivity law. Trên chỉ tu tới Metro Ethernet rồi có Ethernet WAN á vì bây giờ dùng ở lâu cho mà này thay technology nâng cứ replace traditional serial point frame relay thì ở bài hỏi nhưng cái này kê bây giờ dường chỉ concept thả ta xây tới chia MPLS nhưng MPLS cứ chia protocol thật nâng nông layer 2.5 bài này thay MPLS vì nó chỉ lock data link layer hay nâng network layer. Trong MPLS cứ chia high performance service provider WAN routing technology. Chỉ tu tới nâng nông traditional packet switch dương pra routing đảm bấy switch traffic. Trong bản thân chỉ dương trong tới destination nào mới router thơ ca look up trong routing table đảm bấy tới đó destination này. Nếu trong MPLS MPLS introduce label switching chẳng chỉ chương pra routing table route đã trở ban stand trong MPLS domain cứ nên chụp look up trong routing table đi đấy vì nên look up trong label forwarding.
Thì nó không có lại nên người ta MPLS I support Ethernet support protocol same same tiết đã run ở lửa vậy bạn. MPLS I encapsulate tầng IPv4 tầng IPv6 traffic. Nó không có MPLS cái define term đại CE customer edge cái dùm đại từ lửa tại địa chốn PE cứ chưa provider edge chưa router đã connect chưa mua năng CE khai dùng miền P router đã chưa provider router prapra nó không internal network được có backbone network được bỏ ISP giờ đã xa ta đã xa ta MPLS cứ chỉ bộ labels chỉ label base chẳng router đã run MPLS khi hai bên ta chỉ label switch router chỉ như tu tới bên nào đã miền package máu à entry route entry này không routing table nữa quyền nâng attach chỉ mỗi nâng label đồng bày ai MPLS router nâng I forward label nâng tới tới bàn đó chẳng bách lục ông lọc áp nâng khả nông routing table này. Chẳng MPLS lớp B say đã vì I provide fast switching service cũng vì I provide quality of service support traffic engineering redundancy hay nâng VPN service chẳng VPN service cái này cứ dùm đại từ lỡ VPLS hay nâng anh QoS quality of service traffic engineering bạn này thấy dừng ai engineer traffic bạn này thấy dừng ai bật chia traffic ở tên này ở tên nô của bạn as right the requirement box service provider chỉ tu tới anh đi bao dùm khăn lỡ congestion control này chỉ đám chẳng như mơ lại này này cứ chìa MPLS cloud CE customer edge đại cần này mà cần PE anh đi cứ chìa provider edge router để standard không backbone network của bộ ISP với cái IP network chẳng lại này ai rắn metro ethernet đại mình này kết ai chìa VPLS VPWS ai chìa VLL là gì đám chẳng nếu mình trang technology để tôn chìa mùi nâng metro E chứ nói thì pram như vậy bị internet based connectivity chứ như bạn dạy internet based connectivity thì mình trao một page và tại một page đại dương bạn cứ trao những cái cứ HDSL chẳng DSL mình bị miền asynchronous digital subscriber line hay nâng SDSL đại nè tặng học nìa mình nghe nâng bạn pra để bối ADSL speed upload để download học nìa SDSL speed download hay upload được nè. Bởi ta ISP chỉ tu tới nâng mình provide SDSL đi. Nên các bạn có ai khởi phong đại IP cable connection bởi này ta vì chia broadband connection provide đạo ISP pra sai thông đá để mình chia optic rồi có miền lạc khăn khác chia fiber optic connection. Nước nông ba là option kỳ dựng mình trả đấy ai wifi nóng tì cơ đó cellular dùng plasma smartphone này nè, cellular network, archie satellite internet, rồi có WiMAX. Thế nên cứ chia DSL technology, chia high speed always on connection technology, đại para telephone line nhỉ. Chỉ từ từ ADSL prapra telephone line nằm bấy bởi chút bỏ miễn bởi chút tên này ai user tự can internet đối nhóm bạn dễ chẳng bị bàn trả GP cứ ADSL hay nâng SDSL ADSL speed downstream hay nâng upstream khóc nế SDSL được nế chân này kia SDL connection nhưng vì ai connect bị SDSL modem này cứ chia wireless router như thế này cứ chia telephone line để cái này giặt sai bỏ cái máy tụi chứ tâm phết anh đang ở lấy co chỉ tụi tới cái replay đói FTTA đây fiber to home
chắc nó không bật nó ISP network khác DSL connection tới ban implement chỉ mỗi nâng PPoE PPoE cứ chỉ point to point over Ethernet trên như tôi tới Ethernet network via main authentication là không này còn tại bên này dùng trong authentication main là không Ethernet network dùng ad tech advantage feature robot point to point link point-to-point link នៅក្នុង serial មាន virtual authentication feature អញ្ចឹង PPoE គឺជា combination រវាង authentication feature របស់ point-to-point protocol នៅលើ ethernet network ចំណុចក្នុងហ្នឹង យើងអាច implement ADSL modem ដែល អាច support authentication គឺយើង សូក virtual point to point ចូល ទៅ នៅ ចន្លោះ ethernet ហើយ នឹង IP អញ្ចឹង កន្លែង នេះ បាន ន័យ ថា វា អាច provide authentication អញ្ចឹង username password របស់ user មួយ មួយ ហ្នឹង គឺ យើង អាច provide បាន chính miền cable technology trên đằng ngoài nó cứ ghi như chúng ta ở xa đây cái này robing optical node cable modem đi toàn bên tiếp chúng miền ở optical fiber đại nhóm dây chúng mỗi nạn ọc này đó cứ miền miền FTTH đại ấy nó cứ miền home miền building miền neighborhood đình chẳng thấy nên cứ chia broadband internet connection đấy đại chỉ tôi provide high bandwidth to our user chương có miền wireless internet based broadband đại dương bạn khơi nhật nông slide cầm bút dù mình đi support wifi miền cellular miền satellite internet hay miền WiMAX chương mùi mùi giống chưa đa khi nhầm phải chia ắt cho bạn thật là như thế chương này cứ chia microwave access đã pra pra point to point ao y sai pi ai score khi bán tôi mới tiếp dùng miền VPN technology đã VPN technology chỉ tôi tới với miền VGA private network connect between site. Trên tư tư VPN technology are cost saving, mean security law, scalability hay năng compatibility. Nực nông VPN deployment vì mean pi chúng rớt thì mỗi ai chia side to side VPN hay thì pi ai chia remote access VPN. Trên side to side VPN chỉ tư tư chỉ implementation rồi viên router xong tốt chứ rồi mình xài tràn chuộc nếp hai remote access chia remote với user mỗi được cắn xài mùi tiệt bây giờ vậy ISP connectivity option dùng mình option tràn dùng ai mình single hop bây này thật là mỗi connect ISP mỗi dùng miền dual home connection từ căn ISP tại mỗi bên tại miền P connection dùng còn miền multi home đại multi home chia recommended connectivity đại dương tại tại miền sai mỗi từ ISP mỗi sai mỗi ISP mỗi tiết cầm rõ cứ dual home bên này thà dùng miền ISP P hay miền sai P P connect từ ISP P nên được ចំពោះ broadband connection comparison យើងមាន advantage និង disadvantage មួយចំនួន អញ្ចឹង យើង អាច មាន cable connection ដែល ជា ខ្សែ ដែល ប្រើប្រាស់ ដោយ user ច្រើន យើង មាន DSL connection ប្រើប្រាស់ telephone line ដើម្បី provide internet អញ្ចឹង វា មិនសូវ មាន speed អី ល្អ ទេ ហើយ យើង ក៏ មាន ផង ដែរ fiber to home ដែល ខ្ញុំ ជឿ ថា ហ្នឹង គឺ ជា technology ដែល ពេញ និយម cái đấy tới căn tiếc tới căn ấy đó
cellular mobile khi dương pra pra tu sap cứ pra ấy 4G 3G internet đó. Municipal wifi cứ chi wifi đã kêu deploy nơi khung tí cái đồng ở vậy đó wifi tam satellite bởi vì khi chi dân hỏi dân hỏi khác provide wifi nên cứ chi wifi đã provide đời satellite chẳng nơi khung mê riêng nắng chỉ tu tới kẻ còn là trong ở dương vô đăng phí cần sập tế còn tại kẻ đào dương chơi config ấy cho nên không mê riêng dương riêng vô đăng ẩm phí Wide Area Network Technology dương riêng vô đăng ẩm phí Layer 1 hay Layer 2 thật ta miền protocol nạc là đã participate nước nóng layer nè trên nóng chip xe nóng layer 2 cứ dương miền MPLS point to point HDLC cho đám nước nông nâng dương có điện phong đá ông bị packet switch hay nâng circuit switch chương trình ông bị technology dial chi technology bên này dùng mà lấy cứ miền ethernet WAN rồi có metro ethernet hay nâng MPLS dial bia chia packet switch network dương có riêng vô làm bị MPLS thà biết cứ chia bập hệt label switch technology hay dương có bàn riêng làm bị internet based broadband connectivity chia ra đấy ai miền tam sai DSL line FTTH chia đạo chẳng dương ai chọc mê riêng nâng trầm năng sớt và dân chỉ nền ọc này mình xin lỗi ai xuống nhau mình.